Bước 1 thì mình sẽ làm kiểu oil cleanser ấy. Và mình đây là máy Forel Bare, là cái máy có dòng microcurrent giúp giúp kiểu tập cơ cho da mặt đúng không? Thì mình mua em này chắc phải được 2 năm rồi, nhưng mà cái số lần mình dùng rất là ít. Và mình nhận ra lý do ấy là tại vì thường là mọi người dùng nó với serum đúng không? Nhưng mà dùng với serum ấy thì mọi người chỉ làm được một vài lần thôi là nó đã bị khô rồi, rồi bạn lại phải bỏ thêm serum vào. Mình thấy như vậy thì mình rất là sợ bị bí da ấy, tại vì quá nhiều serum một cách không cần thiết. Với nếu mà nó đã khô rồi thì mình cũng không muốn massage nữa vì mình sợ nếp nhăn ấy, tại vì nó sẽ kiểu kéo cái da bạn này. Đấy là lý do mình rất là ít dùng máy này, tại vì mình thấy nó không tiện. Nhưng mà gần đây ấy, thì mình đã phát hiện ra một cách khiến cho mình thích dùng máy này hơn. Đấy chính là bạn thay vì dùng nó ở bước serum nhá, thì mình sẽ dùng ở cái bước oil cleanser. Cái oil cleanser này là rửa mặt bằng dầu ấy, thì nó sẽ đánh tan những cái trang điểm là hoặc là kem chống nắng, tại vì kem chống nắng là nó khá là bám mà. Đấy, thì mình sẽ làm một bước oil cleanser này. Thật đấy, là cái máy có tốt đến đâu mà nếu mà mình không chăm sử dụng ấy thì nó cũng sẽ không phát huy được tác dụng. Nhưng mà bạn hãy cố gắng để tìm một cái cách dùng mà nó phù hợp nhất với bạn. Với mình ấy thì dùng cái này ở bước oil cleanser là cái bước tốt nhất, hầu như là hôm nào mình cũng dùng trong thời gian gần đây thôi. Thì hôm nào mình cũng dùng. Ok, mình đã phát hiện ra cái phương pháp này. Đó, người massage như thế này. Có kiểu gua sha đúng không? Là massage kiểu vuốt lên này, cho cằm V-line đúng không? Còn có một cái nữa là bạn trùng cái này xuống, vuốt từ đây xuống, tại vì cái cơ hàm này đôi khi mình bị quá mỏi thì nó sẽ bị trùng xuống và nó sẽ tạo nên nhăn ở rãnh cười ấy. Nên là mình xem trên Instagram thì chị ấy chỉ là làm ngược xuống như này, thì mình cứ kết hợp với cả hai đó, một là V-line đẩy cơ mặt lên, còn hai là cái cơ hàm này, massage cơ hàm này xuống. Điểm tiện ở cái Forio này là khi mà hình như là đủ 2 phút gì đó nó tự tắt ấy. Thì thường là mình hôm nào thì mình bận thì mình làm 2 phút, hôm nào mình rảnh thì mình sẽ làm 4 phút, nghĩa là làm 2 lần ấy. Mình cứ làm cái này thôi, massage mặt. Ok, giờ nó tự tắt rồi nhá, nghĩa là mình đã làm 2 lần là 4 phút. Thì dầu tẩy trang là mình dùng em Nhật Bản này, mình không biết tên nó là gì, Softimo. Thì cũng khá nổi tiếng nên là mọi người tìm thử nhá, Softimo. Mình thấy dùng ok. Dùng tẩy trang thì mình thấy cái nào dùng giống nhau ấy, nên là cứ loại có giá thành ok là dùng thôi. Cái loại đắt hơn mình cũng thấy nó chả khác gì mấy. Đó, dùng xong thì mọi người lấy giấy cồn ấy, mình luôn có khăn ướt cồn, mọi người lau đi để hôm sau thì mình có thể dùng thẳng luôn. Không biết là có rửa bằng nước được không, nhưng mà mình toàn dùng giấy cồn để lau thôi. Đó, xong được dầu rồi thì mình sẽ đến cái bước thứ hai, mình dùng cái morning cleanser nhẹ nhàng này. Lúc nào thì mình cũng dùng cái cleanser nhẹ nhàng ấy, tại vì da mình rất là khô. Những cái cleanser mà không nhẹ thì mình có cảm giác ngay là da mình không đủ ẩm ngay ấy. Nhưng lúc nào mình cũng dùng cái để bước 2, thì là rửa mặt bằng sữa rửa mặt Double cleansing mà, tại vì hôm nào mình cũng đeo kem chống nắng ấy và mình còn reapply kem chống nắng nữa. Nên là chắc chắn là phải có oil cleansing, chứ còn một mình cái sữa rửa mặt này không thể nào mà xong được hết. Đó, xong mình sẽ kỳ cọ giữa cái mũi này. Mình có xem được ấy là cái tip ấy, cái tip để cho những người da khô như mình ấy, rửa mặt xong
Do không bị khô ấy, là mình sẽ cho sữa rửa mặt vào mũi trước để massage mũi, tại vì mũi là cái phần mình thường có kiểu dầu nhiều ấy, còn má thì mình hay bị khô ấy, mà mình quên mọi người ạ, mình cứ để ra má trước. Nhưng mọi người nên để cho mũi trước nhá. Sau mình phát xa xong thì mình sẽ rửa đi lại như vậy nãy. À, hôm nay là cuối tuần đấy, nên là mình sẽ làm mask, nghĩa là làm mặt nạ. Bình thường là mình có mask kiểu kem ấy, nhưng mà hôm nay thì mình không dùng mask giấy nhiều lắm đâu. Mình mask giấy nó cứ kiểu quá nhiều dung dịch xong nó cứ chảy chảy xuống này, mình kiểu ghét cái cảm giác ấy ấy. Nên là mình hay dùng mask kiểu trong một lọ xong mình quét lên thì mình có thể control được how much, bao nhiêu cái đấy mình muốn cho lên mặt. Nhưng mà được rồi thì mình vừa mua cái loại của Enskin. Rồi nó sẽ giống như là cái giày giày ấy, kiểu rubber ấy. Bạn sẽ phải tự pha chế cái mask này. Khó vậy ta. Họ bảo là sau khi rửa mặt thì hãy chuẩn bị cho da trước bằng toner dưỡng da hay thoa các sản phẩm chức năng như ampoule. Nghĩa là mình sẽ không đắp trực tiếp lên mà mình sẽ thoa toner trước. Ok. Mình thấy như vậy cũng hợp lý, tại vì từ nãy giờ rửa mặt xong mà da mình đã cảm giác là rất là khô rồi. Nên là bổ sung toner thì rất là tốt. Mình vẫn trung thành dùng cái green tea toner này. Mình dùng toner viral trên mạng ấy một lần xong rồi da mình bị cứng ứng ấy, da mình bị lên mụn nhiều quá nên mình sợ. Mở gói ra, sử dụng cốc đo, đổ bột vào nước theo tỷ lệ 1 phần 0.8, nghĩa là 1 phần của bột và 0.8 nước. Ta pha mấy cái bột này cũng giống như nấu ăn đấy. Mình xem hướng dẫn một kiểu nhưng mà cũng phải kiểu xem tổ tiên bảo khi nào dừng thì dừng, chứ mình nghĩ là cái tỷ lệ này không hợp lý rồi. Tại vì nó vẫn rất là khô. Tỷ lệ. Và cái thứ hai là cái bột này, chỉ bột này là không đủ cho tạo mặt đâu, nên là mình sẽ lấy thêm bột, rồi mình sẽ lấy thêm nước. Okay. Mình có thể hơi quá tay nhưng mà không sao. Đó. Rồi đây mình bắt đầu thấy nó lỏng lên rồi này. Lỏng đi rồi. Ok. Thật, này như là đang khuấy bánh này. Mình là trẻ con nhá, mình cũng sẽ muốn ăn cái này. Ok. Mình thấy là cái dung dịch này đã nhuyễn rồi đấy, thì mình sẽ đắp lên mặt. Giờ mình sẽ đắp lên mặt nhá. Người ta sẽ cho kèm cái thoa này nữa. Cái thoa này thì bạn có thể đắp lên. Mình sẽ trên trán trước này. Cảm giác đúng kiểu đi spa ấy. Đi spa thì sẽ có cái bước đắp mặt nạ. Đây là At Home Spa. Cái recommendation ấy là để cho da tốt nhất thì đi spa tầm 4 đến 6 tuần một lần. Nên mà mình cũng đang tìm hiểu xem là có cái spa ở trong khu vực của mình vừa gần mà giá cả ok mà tốt để mình có thể làm theo cái chương trình đấy. Tại vì sự thật ấy là mình thấy là skincare sản phẩm dù tốt đến đâu ấy thì đi spa mình vẫn thấy rất là hiệu quả. Một cái mình thích nhất ở spa đấy chính là extraction, nặn mụn da ấy. Mình có thể học cách đắp mặt nạ lên được, mình có thể mua LED light về tự chiếu rồi kiểu mấy cái high frequency wand đúng không, để làm mụn được. Nhưng mà một cái là mình không làm giỏi chính là nặn mụn, tự nặn mụn của mình. Đấy là mình đã thử rồi, mình đã mua những cái dụng cụ để nặn mụn ấy, nhưng mà mình chịu luôn. Mình cũng nặn được nhưng mà thứ nhất là khi mà mình tự nặn cho bản thân mình ấy, khi mà đau thì mình sẽ bỏ cuộc. Thật ra đây lần đầu mình đắp cái mask này nên mình cũng không phải là quá chuyên nghiệp gì đâu. Mình chỉ thấy chỗ nào chưa đủ thì mình quét thêm mà thôi.
Còn nếu mà mẹ bạn thấy thiếu, kiểu tùy, có bạn mặt nhỏ hơn, có bạn mặt to hơn đúng không? Thì bạn cứ quay lại bạn lấy thêm sản phẩm thôi. Mình thấy này là đủ với mình rồi ấy. Tất nhiên là mình cũng thể làm thêm nhưng mà mình lười. Mình thấy này là đủ rồi. 20 phút đã trôi qua thì cái mặt nạ nó sẽ trông như này. Nó rất là lâu, rửa thì mình cũng thấy rất là lâu lâu và mình nhận ra là cách làm nhanh nhất là chỉ có bắt chước trong spa thôi. Trong spa thì người ta có miếng bọt biển, còn mình thì không có nên mình cứ lấy bông tẩy trang xong bạn lau đi một lần, lau một lần để nó hết cái dung dịch kia đi, hết cái đó. Ok, rất là nhanh. Chứ với mình vừa nãy mình khá là hoảng mọi người ạ, mình tưởng trời nó cứ dính hết lên tóc này, xong rồi kiểu mình sợ không lấy ra được hết ấy. Nhưng mà cái cách này là ok, cứ dùng bông tẩy trang rồi lau đi xong mình rửa lại bằng nước ấy. Ok, mình đã vừa rửa xong hết cái mặt, mình đã rửa xong cái mặt đó. Máy của mình bị hết bộ nhớ nên phải ra ngoài để delete vài file, nên là mặt mình đã khô rồi. Vì là mặt mình khô nên là mình sẽ dùng thêm một lần toner nữa. Thì mình sẽ dùng luôn cái toner pad mà mình vừa bảo mọi người nhé. Cái em này đã rất là nổi đấy. Nó có nhiều loại, có loại là kiểu làm sáng da, có loại này là tea tree thì lúc nào nó cũng là làm dịu này, dùng tốt cho những ai có mụn đấy. Bé này, mọi người cắt ra một cái miếng toner bé như này. Rồi mọi người có thể lau. Nó cũng giống như toner bình thường thôi, nhưng mà nó là cái miếng này, khi mình lau này thì nó sẽ là gentle exfoliation. Đó. Thì nó rất là nhiều ấy, một cái miếng nhỏ thôi nhưng mọi người thể nhìn nhá. Mình bóp ra đấy, rất là dung dịch rất là nhiều. Nó không phải đấy, không phải ít nữa đâu. Nên là mình có thể thấm lên cổ được. Trong lúc mọi người, nếu mọi người không muốn phí ấy. Đó. Sau đó toner xong rồi thì sẽ đến bước serum. Mình dùng Estee Lauder serum cho buổi tối. Serum đó lúc nào mình cũng dùng 3 giọt, nhưng mà dạo này thì mình dùng thêm 1 giọt nữa cho cổ ấy. Thêm 1 giọt nữa ở cằm đi. Mình cằm mình hơi khô. Phần mắt là mình rất là quan tâm dạo gần đây, tại vì mình bắt đầu thấy nếp nhăn ở phần mắt. Những người cười nhiều như mình ấy sẽ rất là dễ nhăn phần mắt và khóe miệng, tại vì đấy là hai cái chỗ bất kỳ bạn cười thì nó vào mình nhất mà. Sau serum rồi thì mình sẽ đến cái eye mask. Eye serum này mình dùng của hãng Hàn Quốc, Beauty of Yeosean. Cái hãng này có rất nhiều sản phẩm nổi đúng không? Cái kem chống nắng gạo này. Mình thì mình vẫn rất là trung thành với kem chống nắng Nhật Bản của mình, là mình và mình cũng một vài lần mình thử rồi ấy, và mình thấy nhiều loại kem chống nắng khác nó không hợp với da mình lắm, cả kể Elta cũng mình cũng thấy dùng không sướng bằng ấy. Như là hiện tại thì mình cứ mãi trung thành với em của Japanese thôi, cho hàng ngày dùng. Cái eye cream này là cái nó sẽ mỏng nhẹ hơn các moisturizer bình thường, nên là bạn nên dùng ngay sau serum và bạn sẽ đắp ở khóe mắt ở đây này. Và cái loại này nó có retinol và gừng. Mình dùng thì mình cũng thấy không thể kích ứng gì cả, khá là lành, da mình là da nhạy cảm, vừa khô vừa nhạy cảm, như là sản phẩm nào không lành ấy là da mình nó sẽ không chịu được ngay. Như là mình sẽ trung thành với bạn đấy. Moisturizer thì mình dùng của nhà Isn't Tree, cái gel cream này mình thấy là
khá là tốt. Mình rất là thích hãng này ấy, tại vì mình thấy cái sản phẩm nào của hãng này mình dùng nó cũng hợp và không bị mình rất hay bị lên mụn. Và mình thích là chất gel vì mình cảm giác là nó nhẹ nhàng hơn. Cả cái mùa đông ấy thì mình cũng thích giữ một cái nhẹ nhàng, rồi mình sẽ có thể thêm một cái nữa ở lớp bên ngoài thay vì dùng một cái cream mà nó rất là dày. Mình lúc nào cũng thích là lớp đầu sẽ nhẹ và lớp sau nếu mà thấy khô thì mình sẽ thêm vào ấy. Bình thường ấy, sau cái moisturizer dưỡng ẩm đấy xong thì mình sẽ dùng của La Roche-Posay cái loại B12, B5 này, cái loại phục hồi này. Da mình thật ra rất là cần phục hồi, tại vì như cái chị ở spa nói với mình là da mình đợt vừa rồi mình exfoliate da, tẩy da chết hóa học nhiều ấy, bằng ví dụ Paula's Choice, rồi mình cũng dùng tretinoin ấy, nên là da mình nó không tái tạo kịp, như là dạo này mình đang dùng, chăm dùng em này, tối nào cũng dùng để da tái tạo. Nhưng mà vì hôm nay là mình đã đắp cái mặt nạ bằng trà xanh rồi, nó cũng khá là mặt nạ trà xanh rồi, và cái đấy nó cũng giúp làm dịu da này nọ, nên là mình sẽ đổi sang dùng cái sleeping mask, tại vì mình cảm giác da mình đang bị thiếu ẩm hôm nay, nên là thay vì phục hồi thì mình sẽ dùng cái của Laneige sleeping mask này. Mình biết đến cái hãng này qua cái sản phẩm về môi ấy, dưỡng môi của họ. Mình thì thích kiểu không có mùi này, rất là lành và cũng thấy là hiệu quả. Mình đã vừa đánh răng xong rồi. Sau khi mình skincare thì mình đi ăn dinner xong mình đánh răng. Đánh răng xong thì bước cuối cùng trong skincare của mình sẽ là lip mask. Lip mask thì mình dùng của hãng Laneige thôi. Cái này là mini size nhá, mini size nhưng mà thật ra dùng khá là lâu ấy. Nhưng mà mình thường là chỉ dùng mini size. Đôi tí lên đây, cái này là để dưỡng ẩm cho môi. Như mình ấy, môi của mình lúc nào cũng bị chap, nghĩa là bị kiểu nó bông ra ấy. Bông nhất là mùa đông, nên là tối thì mình sẽ không thể nào mà thiếu cái bước lip mask được. Đấy chính là bước khiến cho sáng ngủ dậy môi cảm giác nó mềm và nó có điều độ ẩm ấy. Đó, vậy thôi, đấy là cái skincare routine buổi tối của mình. Thường ấy là mình là một người skincare khá là nhanh nhá. Hôm nay là mình làm cái mask nên nó làm lâu thôi, và thường làm mask thì mình làm 2 lần một tuần. Nhưng mà nếu mà không có cái mask đấy thì mình nghĩ là cái chu trình buổi tối của mình chỉ tốn tầm 10 phút thôi. Khá là nhanh, nên là hầu như là không có đêm nào mình bỏ cái chu trình đấy được. Mình thấy là một chân lý khi mà skincare ấy, đó chính là tìm một cái chu trình mà bạn có thể stick with it on a consistent basis, nghĩa là có thể làm được hàng ngày. Ví dụ như mình có, nếu mình làm 20 bước mà mình không làm được hàng ngày ấy, thì cái kết quả nó cũng không quá tốt. Nhưng mà nếu mình chỉ làm 6 bước thôi mà mình làm được hàng ngày thì nó vẫn tốt hơn ấy. Mình là một đứa từ hồi dậy thì đến giờ là lúc nào cũng có mụn ấy. Như là mình là minh chứng cho việc khi mà chăm skincare ấy, thì cái da mình nó sẽ tốt hơn. Tại vì sau các hồi mới lớn đến bây giờ thì da mình đã tốt hơn chắc là lại 5-6 lần rồi. Mình bị mụn nhưng mà mụn nó một cách control, nghĩa là mình biết là nó sẽ lên mụn nhưng mà cũng không sao cả. Còn ngày trước là cứ mụn này thì hết lại đến mụn kia ấy. Và mình rất là tự ti, nhưng mà ngày đấy mình đâu có kiến thức. Mình thấy cũng phải thử thật, tại vì có những loại work với người này nhưng mà không work với mình. Những cái loại mình đang dùng là những cái loại mình thấy là khá là an toàn và không làm mình lên mụn ấy. Nên là mình rất là mong là những cái sản phẩm mình dùng có thể giúp được mọi người. Yeah, that's my nighttime routine.